Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin giao thông an toàn ngày 12 tháng 5 của kênh VTC14. Mở đầu bản tin xin mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những sự kiện đáng chú ý về giao thông xảy ra trong tuần qua theo tổng hợp của phóng viên giao thông an toàn. Ngày 6 tháng 5, một sự kiện quy mô toàn cầu đã lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, đó là tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu lần thứ 2 do Liên Hợp Quốc tổ chức. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, các hoạt động hưởng ứng tuần lễ này tại Việt Nam hướng vào việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông cho người đi bộ, cảnh báo các nguy cơ gây tai nạn giao thông cho người đi bộ và biện pháp phòng tránh tai nạn khi đi bộ, tạo các điều kiện tốt nhất về hạ tầng giao thông để đảm bảo an toàn cho người đi bộ. Mục tiêu của Việt Nam trong tuần lễ này là phấn đấu không có người đi bộ tử vong vì tai nạn giao thông và giảm số vụ tai nạn giao thông đối với người đi bộ trong năm 2013. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 1.200 người chết vì đi bộ. Người đi bộ vừa là nạn nhân của tai nạn giao thông nhưng cũng vừa là tác nhân gây nên tai nạn giao thông. Đáng lưu ý, trong tuần lễ này, tại những nơi đủ điều kiện sang đường, sau khi được hướng dẫn, người đi bộ vẫn cố tình vi phạm sẽ bị xử phạt. Ngày 8 tháng 5, lực lượng quản lý thị trường đã tổ chức tổng kết một tháng ra quân xử lý mũ bảo hiểm kém chất lượng. Theo đó, trong hơn một tháng qua, lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã kiểm tra 3.672 cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm, qua đó phát hiện gần một nửa trong số này vi phạm hành chính về sản xuất kinh doanh mũ bảo hiểm. Lực lượng chức năng cũng đã thu giữ gần 54.000 chiếc mũ bảo hiểm, xử phạt hơn 800 triệu đồng. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, sau 5 năm vận động toàn dân đội mũ bảo hiểm, tỷ lệ đội mũ đạt 90%. Tuy nhiên, trong đó có tới 70% là mũ giả mà các cơ quan chức năng vẫn đang lúng túng, chưa biết phải xử lý như thế nào. Ngay với các loại mũ bảo hiểm, được các bộ phận cần thiết cũng chỉ có 46% đạt yêu cầu chất lượng. Một sự việc khá hy hữu đã xảy ra vào ngày 10 tháng 5 khi Cục Hàng không Việt Nam ra quyết định xử phạt cả cơ trưởng và một tổ bay của Vietnam Airlines vì hành vi cho người lạ vào khoang lái. Trước đó, ngày 11 tháng 4, cơ trưởng cùng tổ bay trên chuyến bay VN595 từ Hồng Kông về thành phố Hồ Chí Minh đã để cựu đại sứ du lịch Việt Nam Lý Nhã Kỳ chụp ảnh trên khoang lái khi máy bay đang trên độ cao ổn định. Theo đại diện Cục Hàng không, hành vi cho người không phải phi hành đoàn vào cabin là trái với nguyên tắc an toàn bay, vi phạm luật hàng không dân dụng Việt Nam. Trong trường hợp này, lỗi thuộc về tổ bay. Theo quyết định của Cục Hàng không, cơ trưởng chuyến bay ngoài bị phạt 7 triệu đồng, còn bị tước giấy phép lái máy bay trong một tháng để học lại quy định về bảo đảm an toàn bay. Theo đại diện Cục Hàng không, để xảy ra những lỗi trên là do nhận thức của một bộ phận nhân viên hàng không về an toàn bay vẫn quá đơn giản. Về phần mình, cựu đại sứ du lịch Lý Nhã Kỳ cho biết, cô rất ân hận vì hành động của mình và bày tỏ muốn được chịu phạt thay cho tổ bay. Chỉ trong một ngày hôm qua 11 tháng 5, đã xảy ra hai vụ tai nạn thảm khốc khiến 13 người chết và bị thương. Vụ thứ nhất xảy ra vào rạng sáng trên quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa phận phường Tân Khánh, thành phố Tân An, tỉnh Long An, làm 6 người chết, 5 người bị thương. Chiếc xe tải chở nước giải khát lưu thông với tốc độ cao hướng thành phố Hồ Chí Minh, Long An. Khi đến đoạn đường trên thì đâm trực diện vào xe du lịch đi từ hướng Cần Thơ về thành phố Hồ Chí Minh. Cú đâm mạnh làm xe tải lật nhào, chiếc ô tô khách bẹp rúm đầu. Vụ tai nạn đã khiến 6 người chết tại chỗ, trong đó có 5 người trong cùng một gia đình tử vong. Vụ thứ hai xảy ra lúc 8 giờ 30 phút trên địa bàn xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, làm 7 người thiệt mạng và 10 người bị thương nặng. Xe khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 86H4479 chạy hướng Phan Thiết đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi vừa đi qua cầu vào cua thì bất ngờ bị xe container mang biển kiểm soát 51C06499 đang chạy theo hướng ngược lại tông trực diện. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe khách bị bẹp rúm. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ người bị thương trong hai vụ tai nạn đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tại bệnh viện. Từ đầu năm 2013 đến nay, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An tăng cao so với cùng kỳ năm trước cả về số vụ, số người chết. Theo nhận định của Ban An toàn Giao thông tỉnh, nguyên nhân chủ yếu là do sự phối hợp của các cấp chính quyền, ngành chức năng, địa phương thiếu chặt chẽ. Từ
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 120 vụ tai nạn giao thông, làm chết 83 người, bị thương 99 người. So với cùng kỳ năm 2012, số vụ tăng 11,1%, số người chết tăng 27,6%. Các vụ tai nạn chủ yếu do người điều khiển phương tiện cơ giới, không làm chủ tốc độ, đi sai làn đường, phần đường, không chú ý quan sát. Đối tượng gây tai nạn phần lớn là người điều khiển mô tô, xe gắn máy, chiếm trên 70%. Tại Ban An toàn Giao thông Nghệ An, nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng trên là do công tác quản lý nhà nước còn nhiều hạn chế, sự phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội chưa chặt chẽ. Dự kiến, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ thành lập 2 đoàn kiểm tra tại 10 địa phương có số vụ tai nạn giao thông cao, đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra xử lý tình trạng xe chở quá khổ, quá tải, gây hư hỏng công trình giao thông, xe công nông, xe cơ giới tự chế, hoạt động trên các tuyến đường, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt về an toàn giao thông. Lại thêm một đơn vị sản xuất lắp đặt thiết bị giám sát hành trình bị thu hồi giấy phép, đó là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Sao Việt. Tính đến thời điểm này, Bộ Giao thông Vận tải đã thu hồi giấy phép của 2 đơn vị và tạm đình chỉ hoạt động 3 tháng đối với 2 đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình hay còn gọi là hộp đen. Theo quyết định của Bộ Giao thông Vận tải, kể từ ngày 7 tháng 5 năm 2013, các sản phẩm thiết bị giám sát hành trình không đảm bảo chất lượng của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Sao Việt không được phép lắp đặt mới trên các phương tiện vận tải thuộc đối tượng phải lắp thiết bị này. Quyết định cũng nêu rõ, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Sao Việt phải đảm bảo duy trì thiết bị giám sát hành trình theo đúng yêu cầu quy định và chịu trách nhiệm tiếp tục bảo hành, cung cấp các dịch vụ liên quan đối với các sản phẩm Vista T300N đã lắp đặt trên các phương tiện theo hợp đồng đã ký với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Trước đó, sau đợt thanh kiểm tra hồi giữa tháng 4, Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải đã phát hiện nhiều thiết bị giám sát hành trình không đảm bảo chất lượng và đã ra quyết định thu hồi giấy phép của Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân Hà Nội và tạm đình chỉ 3 tháng với 2 đơn vị cung cấp là Vicomat và Ecosy. Gần đây, ngoài hành vi gắn chip để điều khiển đồng hồ tính cước, một số tài xế taxi tại Hà Nội còn sử dụng điện thoại để gian lận cước. Điều đó tiếp tục cho thấy những tồn tại cần khắc phục trong quản lý hoạt động của nhiều hãng taxi quy mô nhỏ. Theo thông tin từ Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, trong đợt kiểm tra hoạt động kinh doanh taxi vừa qua trên địa bàn, đã phát hiện nhiều trường hợp tài xế gắn chip để điều khiển đồng hồ tính cước nhằm gian lận lấy tiền cước cao hơn quy định. Đặc biệt, có cả hình thức sử dụng điện thoại di động để điều khiển đồng hồ taxi nhằm gian lận cước. Cụ thể, trong đợt kiểm tra ngày 8 tháng 5, lực lượng thanh tra đã phát hiện tài xế taxi 31S7236 của hãng Ngọc Linh sử dụng điện thoại di động để điều khiển đồng hồ cước. Tài xế taxi 29A34110 của hãng Hương Lam sử dụng khóa mở cửa cuốn điện để điều khiển chip gắn vào đồng hồ cước. Cùng ngày, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 3 trường hợp gắn chip để gian lận cước taxi gồm xe 29A54644, xe 30N6625 đều của Hợp tác xã Vận tải Sông Hồng và xe 30U3430 của hãng taxi Trung Việt. Thực tế cho thấy, những hãng taxi vi phạm có quy mô nhỏ, hoạt động theo kiểu chụp giật với các hình thức cổ phần, tài xế góp xe, trả tiền thương hiệu để hoạt động trong khi doanh nghiệp quản lý lỏng lẻo. Sắp tới, Thanh tra Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ tiếp tục kiểm tra 20 doanh nghiệp taxi trên địa bàn để phát hiện xử lý vi phạm. Tiếp theo chương trình như thường lệ sẽ là lịch bay hàng không trong ngày. We'll be right back.
giờ là thời lượng dành cho chuyên mục câu chuyện giao thông. Việc các tấm biển hướng dẫn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội bị sử dụng vào mục đích quảng cáo gây ra nhiều bức xúc đối với người dân thời gian qua. Không những vậy, việc đăng tải thông tin quảng cáo cũng như bố trí điểm lắp đặt gần các ngã rẽ cũng nảy sinh tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đây là hậu quả của việc thiếu chủ động, tích cực trong việc tham khảo ý kiến cũng như công tác tuyên truyền tới người dân, ghi nhận của nhóm phóng viên Giao thông An toàn. Trên một số tuyến đường có lắp đặt các biển chỉ dẫn giao thông như Đại Cồ Việt, Nguyễn Khánh Toàn, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Văn Huyên, Lê Văn Lương, đã xảy ra tình trạng đăng tải thông tin quảng cáo đan xen với các thông tin tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông và dự báo thời tiết. Ngoài tính bất hợp lý về hiệu quả thông tin, các tấm biển trên còn gây mất tập trung đối với người tham gia lưu thông trên các tuyến đường, dẫn tới nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường bộ. Việc đăng tải thông tin quảng cáo được phân thành hai hình thức. Thứ nhất, đó là phần diện tích cố định dưới khu vực đèn LED chiếm khoảng 1/4 diện tích toàn tấm biển. Tại đây, chủ yếu ghi các thông tin giới thiệu về đơn vị trúng thầu đầu tư, thi công và quản lý các tấm biển này là công ty cổ phần Vina Media. Phần thông tin trên khu vực đèn LED chủ yếu thể hiện các thông tin tuyên truyền, trật tự an toàn giao thông và dự báo thời tiết. Chỉ có khoảng 1/5 thời lượng dành cho các thông tin quảng cáo. Nội dung quảng cáo cũng khá đa dạng. Theo một số người dân sinh sống và làm việc xung quanh khu vực lắp đặt các biển hướng dẫn giao thông, việc đăng tải thông tin quảng cáo làm phát sinh nhiều vấn đề, phức tạp tới tình hình trật tự an toàn giao thông. Tôi không biết cái biển quảng cáo này dựng nên là để với mục đích gì, nhưng mà nó thì thường xuyên đăng những cái chương trình quảng cáo khác nhau. Khi tham gia giao thông thì tập trung chú ý đến cái nội dung quảng cáo rất nhiều. Mà cái biển này nó đặt ở đây thì này là cái ngã ba và là một cái nút quay đầu, nên là mất tập trung khi tham gia giao thông. Ngoài việc đăng tải nội dung quảng cáo đan xen với nội dung tuyên truyền giao thông, một số tấm biển được đặt tại gần các ngã tư, ngã rẽ trên các tuyến đường thường xuyên có mật độ người và phương tiện lưu thông ở mức cao. Đây rõ ràng là một bất cập cần giải quyết. Đại diện công ty cổ phần Vina Media cho biết, toàn bộ hạ tầng, thiết bị kỹ thuật của dự án này là do phía doanh nghiệp đầu tư thực hiện. Việc đăng tải các thông tin quảng cáo trên biển là hoàn toàn hợp pháp. Tinh thần chủ đạo của cái dự án đó là phục vụ chính về cái phục vụ cộng đồng. Thế với 61 điểm này thì sau đó chúng tôi sẽ làm trong vòng 30 năm. Và sau 30 năm thì chúng tôi sẽ bàn giao lại toàn bộ những cái hệ thống này cho thành phố. Thì chúng tôi thu hồi lại cái vốn đầu tư của chúng tôi bằng những cái phương tiện. Giả sử một phần diện tích trên đó mà theo như các văn bản các sở ban ngành là chúng tôi được phép quảng cáo ở trên đó. 360 độ xung quanh cái cột của nó. Tìm hiểu thực tế cho thấy, các tấm biển hướng dẫn giao thông trên đã và đang hoạt động tốt, trước mắt đem lại hiệu quả, góp phần đắc lực cho một số cơ quan chức năng trong quản lý, điều tiết tình hình giao thông. Nghiên cứu rồi xem xét để mà điều chỉnh các cái quá trình mà đảm bảo hiệu quả, cũng như cái sự đúng đắn trong việc sử dụng các cái biển báo về sử dụng điện tử này là rất cần thiết. Đấy, bởi vì sau này không còn cái số lượng như thế đâu, mà sau này có thể có rất nhiều cái biển báo nữa. Tôi tin chắc rằng là nếu chúng ta có những phân tích đúng đắn ý, thì các nhà đầu tư người ta cũng rất dễ dàng chấp thuận thôi. Bởi vì người ta không phải là chỉ thông qua mà chộp chặt từ mấy cái biển báo này là người ta có thể là nghĩ rằng là thế là ổn, mà người ta vẫn mong đợi là sau này người ta có thể triển khai ở một cái diện rộng hơn nhiều. Thành phố Hà Nội đã và đang nỗ lực cải thiện cảnh quan đô thị cũng như chất lượng giao thông. Bên cạnh những kết quả đạt được, một số hạt sạn như vấn đề liên quan tới các tấm biển hướng dẫn giao thông rất cần các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết. Sẽ không nảy sinh những dư luận, ý kiến trái chiều nếu các cơ quan chức năng thực hiện tốt việc tham khảo ý kiến cũng như tuyên truyền, hướng dẫn tới người dân trước khi triển khai các giải pháp giao thông mang tính cộng đồng. Bản tin Giao thông An toàn ngày 12 tháng 5 của kênh VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo.